Chào các anh chị và các bạn, thì trên tay mình đó là cái sản phẩm móc áo vỏ mè được gia công hoàn toàn từ vật liệu hợp kim Antimon, xử lý bề mặt và sau đó xi mạ Anniken sáng bóng như thế này. Ngoài màu sắc này có thể gia công theo cầu các anh chị các màu sắc khác. Thì toàn bộ sản phẩm được gia công từ cái vật liệu tốt nhất, do đó là đảm bảo cái chất lượng khi chúng ta lắp đặt trong các công trình đồ gỗ, đặc biệt là các công trình đồ gỗ dành cho thị trường xuất khẩu cũng như các công trình nội thất cao cấp, chúng ta hoàn toàn yên tâm vào cái chất lượng. Thì kích thước của sản phẩm này có kích thước là chiều này có kích thước tương đương với là khoảng là 35mm và chiều cao tổng thể của cái móc này tương đương với là khoảng 35mm. Cái này rất là đẹp. Và thông tin cụ thể các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc các đại lý để nắm rõ thông tin chi tiết cũng như là gia công theo yêu cầu. Chiếc này tương đương với 17. Chiếc này có hai lỗ bắt vít M4. Sản phẩm này có độ hoàn thiện được rất là cao, do đó hoàn toàn yên tâm về chất lượng khi mà sử dụng.